Hôm nay xin mời mọi người cùng xem mô hình bò, mô hình chăn nuôi bò sinh sản ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa này. Cái này là bò ta thôi. Yếu. Thức. Đây đàn bò này nếu mà đủ là 81 con. 81 rồi. Ở ngoài kia này. Các bác quan tâm chị em cho con được thêm. Đó. Đấy. Con đực nó không biết đẻ đâu. Em ơi em phải cảm ơn anh Hùng nhá. Vâng, em cảm ơn anh Hùng trước là bắt tay rồi. Mô hình bò này là do chị em hội phụ nữ huyện Mường Lát triển khai trên thực hiện trên địa bàn xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Thì đại biểu anh em các cơ quan ban ngành huyện xã Em quay gần cho mọi người cùng xem. Cái này là cấp cho các hộ nuôi theo cái mô hình bò sinh sản. Thì bây giờ qua quá trình chăn nuôi phát triển đàn thì đã lên được 81 con. Ngày đầu là hình như là 16 con cấp cho 16 hộ. Sau đó nuôi gối. Sinh sản ra được thì lại chuyển con sinh sản đến cho hộ khác, cứ thế nhân giống đàn lên. Đấy thì đấy, xin quay sơ sơ thế nhá, chào mọi người nhá. Mọi người ủng hộ kênh, ủng hộ và đăng ký theo dõi kênh Tuần Vùng Cao nhá. Đây, mô hình này có 10, ban đầu là có 16 con. Đấy, bò chuẩn bị đi đánh cho đi ăn này, thả vào cái vùng chăn nuôi đấy. Thả đông quá đâm ra là nó lại tranh nhau. Đến giờ nó muốn đi vào rừng kiếm ăn rồi, vào vùng chăn thả rồi. Xin chào tất cả mọi người nhá.
Đấy, bò đang đi khỏi cái khu vực tập trung nãy để đi xuống đi lên rừng đi ăn đây. Lùa đi đằng kia đây, không có là nhảy nó gãy chân đấy. Đấy, sau khi bò tập trung về để đại diện các lãnh đạo các cơ quan ban ngành, huyện, đến xã cùng theo dõi thì bây giờ đàn bò lại trở về với việc đi kiếm ăn giống như hàng ngày, lại lên rừng. Đấy, lên rừng đi kiếm ăn đây. Ở trên vùng chăn thả riêng. Đấy. Cái luật sinh tồn nó khác nhỉ? Thì cái này nó là đang cũng đang còn trong này, nó làm phát triển nó cũng nhanh. Rồi, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm, ủng hộ và đăng ký chia sẻ kênh Tuân Vùng Cao của em nhé. Mời mọi người cùng theo dõi các clip khác ở kênh Tuân Vùng Cao của em. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các clip sau.